Tập 1. Dừng tay lại. Ai đó? Là ta đây. À, thì ra lại là mày hả con Pikachu. Lần này mày no đòn rồi. Ui da, lại là bà già xấu xa này hả? Khu rừng này là tôi bảo vệ, bà không được hái xài của tôi. Tôi sợ lắm, tôi không bẻ nữa đâu. Mày hả bưởi? Oh no. Oh no. Bà hãy xem tôi phóng điện đây. Đã mất điện, đã mất điện. Ôi, tối qua mình quên sạc điện rồi. Tập 2. Pikachu ơi. Pikachu. Bà già xấu xa này, bà kiếm tôi làm gì? Hôm nay ta tìm ngươi để bàn với ngươi một phi vụ. Bà thì có gì tốt lành mà bàn bạc? Có thấy cái hồ cá này không? Chỉ cần ngươi phóng điện vào đây, những con cá sẽ chết và nổi lên. Ta sẽ bắt nó và sau đó chia cho ngươi một nửa. Lắm thôi bẻ đâu. Được. Bà để ta vào đi, tôi chích điện, cá nó nổi lên, bà hốt ngang. Ok. Pikachu, không để. Lấy cái bình thần của nó thôi. À? Lại là con Minion đáng ghét này. Oh no. Này, bà già kia. Ông là ai? Ta là người canh giữ cái bình thần này. Bà đừng hòng mà lấy nó đi. Ta không tin. Cái bình này không dành cho kẻ gian ác như bà đâu. Ui da, ông nhớ mặt tôi đó. Hú hồn, tưởng nó không lại bà già.